có lại cày tết không con? Dạ có chứ gì. Con nghe lúc xuân về, mẹ thường tăng ca thêm vài giờ, về nhà đêm khuya và rồi sáng mẹ dậy tình mơ. Vì mẹ luôn mong rằng nhà ta Tết đến có nhiều chút trong nhà, chút bánh chút trà chút hương hoa, dẫu có chút khi xuân qua. Mẹ nhớ tối giao thừa đêm chiếc hiên trà. Mẹ có cái áo dài cho con nè, có cái lá nè, cái bông nè, con đít chưa nè, kéo dài. Mẹ ơi, mẹ rảnh không, mẹ chơi với con đi. Tôi là Hiền, mẹ của cháu Nam. Tôi kính mong cô cho thằng Nam con tôi năm nay được nghỉ Tết sớm. Mấy năm rồi cháu nó cứ về đến nhà đã là 30 hoặc mùng 1, ráng cày cuốc không thêm tiền lương để rồi mệt mỏi cả mùa Tết. Tôi xót lắm cô. Tôi kính mong cô cho nó về sớm để gia đình tôi mạnh khỏe. Thêm một chút, hơn một chút, đâu có thêm giàu. Dành từng phút nhiều một chút để ở bên nhau. Giàu của con là gia đình mạnh khỏe, là ba với mẹ vẫn ở cạnh bên. Tết đến về bên nhau, cần chi phải ước mơ sang giàu. Vì giàu của con là khi mẹ ba vẫn khỏe mạnh ở bên con. Chẳng có tiền nào đâu, chẳng điều chi bằng việc Tết con. Có gia đình ta có sức khỏe thì cái Tết của mẹ giàu to. Tết đến về bên nhau, cần chi phải ước mơ sáng giàu. Vì giàu của mẹ là thấy những đứa con mình khỏe mạnh trong tay. Chẳng có tiền nào đó, chẳng điều chi bằng việc Tết to. Có gia đình ta có sức khỏe thì cái Tết của mẹ giàu to.
bài thuyết của mẹ giàu Tết rồi, về nhà thôi con.